Warhammer 40,000, Kỷ nguyên Idomethus. Chương 4, Kỳ hạm của điểm G. Thiên Hà đang chìm trong biển lửa. Nó quay cuồng khi những cơn bão warp dày xéo thực tại. Các lực lượng của Imperium chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo tồn Imperium Sanctus, trong khi Imperium Nihilus bị bao vây bởi những nỗi kinh hoàng của warp và các chủng tộc Xenos chiến đấu để sinh tồn hoặc tranh giành quyền lực. Quân đoàn của các vị thần hỗn ma tấn công từ mọi mặt trận, không có nơi nào an toàn. Mặc dù chính là tác giả của thời đại diệt vong này, Abaddon the Despoiler giờ tự nhận là War Master của Imperium Nihilus vẫn chưa thể kiểm soát được sự hỗn loạn của nó. Trên thực tế, trong vòng xoáy hủy diệt và tàn sát này, không một thế lực nào có thể thực sự chiếm được ưu thế. Mỗi chiến thắng hay thất bại mà hắn có được đều có phần tạo nên những xung đột tiếp theo. Thêm vào đó, sự trở lại của một Primarch trung thành là Robert T. Gilliman và các quân đoàn Primary Space Marines của Belisarius Co. đã kịp thời củng cố lại tinh thần và sức mạnh của Imperium, để rồi châm ngòi cho cuộc chinh phạt Idomethus Crusade. Một chiến dịch quân sự với quy mô chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại kể từ cuộc thập tự chinh vĩ đại của chính hoàng đế. Các hạm đội Idomethus đã nhanh chóng phá bỏ vòng vây của hỗn mang tại Imperium Sanctus, và rồi dần vượt qua bức màn psychic của The Great Rift để dần đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đoàn đen cũng như thế lực hỗn mang nói chung tại Imperium Nihilus. Tại Vigilus, thế giới duy trì Natchuman's Gauntlet, tuyến đường ổn định lớn nhất trong thiên hà, để băng qua từ hai nửa bị chia cắt bởi The Great Rift. Quân lực của Abaddon đã xa lầy trong cuộc chiến dài dẳng với các lực lượng của Imperium và Xenos, với tổn thất và sự ác liệt ngày càng leo thang mà không đạt được tiến triển đáng kể nào. Sau khi đã phát động 13 cuộc Black Crusade trải dài trong hơn 10.000 năm, chiến thắng giờ đây đã gần tầm với của The Despoiler hơn bao giờ hết, và hắn sẽ không để nó tuột mất khỏi tay mình một cách dễ dàng. Trong khi hắn chỉ đạo hàng ngàn cuộc chiến từ xa, các gián điệp của quân đoàn đen di chuyển khắp thiên hà một cách vô hình, có những nhà tiên tri và phù thủy của hắn đắm mình trong những giấc mộng của điềm báo và số phận. Tất cả nhằm tìm cách dựng lên một con đường máu tới trái tim của Imperium. Nhiều người tự hỏi tại sao hắn không lập tức thực hiện cuộc tấn công tổng lực vào Terra ngay sau sự sụp đổ của Cadia và sự chào đời của The Great Rift. Trên thực tế là nhiều chiến lược gia của Imperium đã phải kiệp đảm về tính khả thi của nó. Họ nín thở chờ đợi cho cuộc vây hãm thứ hai trên đất mẹ Terra. Họ chờ đợi và chờ đợi, nhưng nó đã không xảy ra vì họ đã quên mất một sự thật rằng The Despoiler không phải Horus Lupercal. Hắn cũng mang tham vọng thâu tóm nhân loại như cha mình, nhưng hắn đã không để cho nó khiến bản thân mình mù quáng, và hắn cũng không bị ràng buộc bởi mong muốn của các vị thần hỗn ma. Kể từ kết thúc của cuộc vây hãm Terra, hắn đã thấy được rằng cuộc hành quân vội vã của cố Warmaster tới Terra đã khiến quân lực của hắn bị hao mòn, mệt mỏi và cho phép lực lượng trung thành có thời gian để tập hợp và chuẩn bị để đối đầu với cuộc tấn công của hắn tại Terra và cuối cùng là giành lấy chiến thắng. Do đó, hắn sẽ không đặt cược vào sự thay đổi bất thường của Warp và những ý muốn bất chợt của các ác thần hỗn ma. Hắn sẽ không hành quân tới Terra và bỏ lại phía sau những đội quân trung thành khổng lồ của hoàng đế. Làm như vậy sẽ chẳng khác nào đáp lại sai lầm trong quá khứ của Horus. Trong kế hoạch của Abaddon, Imperium of Man sẽ không được trao cho cơ hội tham gia vào một cuộc vây hãm thứ hai. Một cuộc tử thủ anh dũng, một sự kháng cự cao quý cuối cùng nơi các lực lượng của Imperium dưới sự lãnh đạo của các anh hùng chính nghĩa sẽ cùng ngã xuống vì thế giới mà hoàng đế của họ gọi là nhà. Thay vào đó, nếu hạm đội của quân đoàn đen thực sự chạm tới Terra một lần nữa, nó sẽ xuất hiện với tư cách là đào phủ để giáng đòn cuối cùng xuống một kẻ thù đã bị đánh bại hoàn toàn. Một lưỡi dao sẽ đâm vào trái tim của một kẻ què quạt không còn sức kháng cự. Một viên đạn cuối cùng sẽ đánh dấu cho chiến thắng hoàn toàn và tuyệt đối của War Master Abaddon. Nhưng để hiện thực hóa viễn cảnh đó, giờ đây cái hắn cần nhất là một thứ vũ khí thật mạnh mẽ, thật khủng khiếp để đè bẹp nỗ lực kháng cự của Imperium và niềm hy vọng ngủ quáng mà Gilliman đem lại. Và hắn quyết tâm sẽ có được nó dù có phải xé toạc cả không thời gian. Thật may cho hắn, ngay vào lúc hắn cần sự hỗ trợ nhất, một kẻ đã cất lời đề nghị. Sau khi trở lại từ mặt trận Vigilus,
Trong lúc Abaddon giám sát quá trình sửa chữa hạm đội và liên tục khai thác những viễn cảnh tâm linh từ các nhà tiên tri của mình để đánh giá tình hình thiên hà, cố gắng tìm ra một hướng đi chắc chắn cho các chiến dịch tương lai. Không báo trước, một vị khách không mời đã bất ngờ xuất hiện ngay bên trên soi hạm của hắn, chiếc Vengeful Spirit. Sự hiện diện của hắn được mở đầu bằng một cơn ác mộng sống động. Toàn bộ hệ thống máy móc của con tàu tự xé mình ra thành từng mảnh, chuyển động như thể sinh vật sống. Abaddon đứng nhìn trong khi đài chỉ huy của hắn dần biến thành một khối u hỗn độn, quằn quại như thể một quả trứng sắp vỡ ra của một con quái thú khủng khiếp nào đó. Một thứ báng bổ hiện thực hóa cho một con tàu báng bổ. Và rồi, hình dạng của nó dần cô đặc lại, từ đó trồi lên hình thù của một thực thể sống khổng lồ bằng kim loại và máy móc. Đôi mắt đỏ rực bằng sắt nóng chảy của nó hướng về The Despoiler và rồi cất lời. Xưng danh mình là Vastor the Acriphane và hắn đến với một lời đề nghị. Từ lâu đã ẩn mình khỏi hầu hết các chủng tộc trong thiên hà, Vastor là một á thần của các nhà phát minh, kỹ sư, nhà khoa học và chuyên gia về công nghệ. Sức mạnh của hắn đến từ những hành động xuất phát từ tính tò mò và khao khát đổi mới trong khoa học của người phàm không mang đến các tiêu chuẩn đạo đức và bị đẩy đến những thái cực đen tối nhất. Không giống với phần lớn thế lực của Warp, The Acriphane không phải là nô bộc của bất kỳ vị thần hỗn mang nào. Thay vào đó, duy trì sự độc lập của riêng mình và thành lập liên minh với cả bốn ác thần. Vì hắn là chủ nhân của lò rèn linh hồn, tác giả của gần như mọi cỗ máy chiến tranh sống của hỗn mang. Các Demon Engines được tạo nên từ sự kết hợp của quỷ dữ và máy móc. Với vị trí này, hắn nắm giữ sự ảnh hưởng lớn trong Warp và hoàn toàn không bị quấy rầy bởi mong muốn riêng của bất kỳ vị thần nào, vì chúng không muốn trở thành kẻ duy nhất mất đi liên minh của mình với nhà buôn vũ khí hàng đầu của Immaterium. Đối mặt trực tiếp với War Master của Black Legion trên đài chỉ huy của chiếc Vengeful Spirit, Vastor tuyên bố rằng hắn đới với thiện chỉ và cuộc gặp gỡ này chính là số mệnh được định sẵn của cả hai. Những biến đổi bất thường đang bùa vây mọi bong tàu của chiếc Vengeful Spirit chính là món quà đầu tiên của hắn tới War Master. Chúng hiện hữu không nhằm mục đích phá hoại mà là để sửa chữa cho những tổn hại của chiếc sỏi hạm. Trái ngược với kỳ vọng của Abaddon khi đối mặt với những thực thể tương tự của Warp, bản chất của Vastor không bao gồm sự lừa lọc. Hắn không che giấu mục đích thực sự của mình đằng sau những lời lẽ mà mị khó hiểu mà nói một cách trung thực, thẳng thắn. Rằng hắn tìm đến Abaddon không phải vì muốn tìm kiếm một nô lệ mới, mà chỉ đơn thuần muốn tạo ra một liên minh đôi bên cùng có lợi. Hắn ta đã biết được rằng Abaddon đang tìm kiếm một vũ khí có thể thay đổi cục diện của cuộc chiến dài. Theo lời của Acriphane, thứ như vậy vốn đã nằm trong tầm tay của Abaddon từ lâu, chỉ là hắn chưa nhận ra mà thôi. Đổi lại, Vastor tiết lộ động cơ của mình, một vị trí giữa các vị thần hỗn mang. Mặc cho những quyền hạn mà hắn sở hữu trong Warp, Acriphane không còn thỏa mãn với vị trí là nhà buôn vũ khí đơn thuần của các ác thần, mà muốn chính thức trở thành một trong số chúng. Hắn muốn được đứng ngang hàng với bốn ác thần và trở thành vị thần thứ năm của Immaterium. Để làm được điều này, hắn tin rằng con đường dẫn đến thành công nằm ở việc hoàn thành một trong những điềm báo tâm linh mà War Master đã từng được chứng kiến. Tuyên bố mình biết cách để hoàn thành nó và tin rằng sự ứng nghiệm của lời tiên tri này chính là thứ sẽ giúp hắn đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy, hắn sẵn sàng hỗ trợ Abaddon trong cuộc chiến dài của hắn chống lại Imperium. Để xóa bỏ sự hoài nghi của Abaddon, Vastor chiếu lên mọi màn hình hiển thị và thiết bị chiếu ảo ảnh trong đài chỉ huy những từ ngữ kể về lời tiên tri mà Abaddon đã thấy chỉ trước đó vài giờ. Trong giấc mơ, cái chết của thiên đường trải ra trước tầm mắt của War Master. Bầu trời bùng cháy, những vì sao rực lửa sáng chói đến nỗi nuốt chửng toàn bộ màn đêm. Giữa khung cảnh tận thế đó, War Master đã tìm thấy lỗ khóa, từ đó sẽ giải phóng một thứ đã khiến chính hắn phải sợ hãi. Hắn xoay lỗ khóa bằng chiếc chìa khóa trong tay mình và rồi ngọn lửa của những ngôi sao đang lụi tàn bao trùm lấy hắn. Hắn tỉnh giấc, nhưng rồi lại tiếp tục mơ về nó. Luôn như vậy, hắn luôn quay lại với giấc mơ này. Vastor tuyên bố mình có giải pháp cho bế tắc của War Master. Đó chính là vị trí của các mảnh ghép thuộc về một vật thể quyền năng mà hắn gọi một cách bí ẩn là chiếc chìa khóa. Khi các mảnh ghép của vật thể này được hợp nhất,
Nó sẽ mở ra một ổ khóa chứa đựng một vũ khí có sức mạnh không thể diễn tả nổi. Một thiết bị sẽ trở thành lợi thế to lớn nhất mà War Master từng sở hữu, và cũng chính là phương tiện cần thiết cho sự thăng thiên của The Griffin. Tuy ấn tượng với tham vọng của Vastor, những bài học xương máu trong các lần hợp tác với các sinh vật xảo quyệt của Warp trong quá khứ vẫn không cho phép Abaddon tin tưởng vào kế hoạch của hắn. Thấy rõ điều này, Vastor chỉ tay về Magdalor, một thế giới lân cận, và mời War Master cùng tới để trình bày rõ ràng hơn về lợi ích của việc liên minh với hắn tại nơi mà mảnh ghép đầu tiên của chìa khóa đang được cất giữ. Magdalor là hành tinh mà Chapter Space Marines Iron Angels chọn làm mái nhà tiếp theo sau khi hành tinh mẹ của họ đã bị phá hủy trong một thảm họa bí ẩn từ giữa thế niên kỷ thứ 33. Họ đã khoét rỗng và biến ngọn núi cao nhất của Magdalor thành pháo đài tu viện của họ, đặt tên nó là Angel's Crown. Và bên trong những căn hầm sâu nhất của nó nằm giữ những cổ vật và vũ khí vô giá chỉ được giải phóng trong thời khắc tuyệt vọng nhất. Trải qua hàng ngàn năm chiến tranh, các thiên thần sắt đã chiến đấu anh dũng nhân danh hoàng đế. Tuy nhiên, vận rủi và sự ngoan cố không chịu rút lui trước khi đối mặt với sự hủy diệt hoàn toàn đã khiến họ phải trả giá đắt. Các cuộc khủng hoảng Psyker và đột biến giữa các nhóm dân cư mà họ chọn tuyển quân của Magdalor đã làm phức tạp thêm tính chất của Chapter. Và khi hạm đội của Black Legion chạm đến quỹ đạo của nó, chúng đã phải đối mặt với một lực lượng ngoan cường nhưng với sức mạnh và quân lực tương đối thấp. Ngay khi phát hiện hạm đội của Black Legion, các Iron Angels đã gửi một lời cầu xin cứu viện tới Imperium và lập tức điều động lực lượng phòng thủ của họ. Nhưng đó chỉ là hành động mang tính thủ tục, vì họ biết rằng mình đang phải đối mặt với The Day Spoiler và trận chiến này sẽ kết thúc trước khi họ nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài. Đúng như kế hoạch, sau khi hạm đội phòng thủ của Magdalor đã nhanh chóng bị đánh bại hoàn toàn, các tàu đổ bộ của quân đoàn đen đã vượt qua những mảnh vụn của hạm đội trung thành để xâm nhập bầu trời phía trên pháo đài tu viện của các Iron Angels. Abaddon và một lực lượng khổng lồ gồm những Terminator tinh nhuệ đã dịch chuyển thẳng vào bên trong các cấu trúc hùng vĩ của nó, nơi đang được bảo vệ bởi hàng trăm Space Marine trung thành. Abaddon trực tiếp tham gia vào cuộc tấn công này, phục vụ hai mục đích. Thứ nhất là đảm bảo sẽ kết thúc trận chiến một cách nhanh chóng và dứt khoát. Thứ hai là cho phép Abaddon đắm mình trong vinh quang của chiến thắng và chút bỏ nỗi ấm ức đã dồn nén trong hắn từ những cuộc giằng co tại Vigilus thông qua việc tàn sát những Space Marine trung thành của Iron Angels. Lực lượng phòng thủ trung thành được dẫn đầu bởi các Librarian của Chapter. Hỏa lực của họ đã gục được một số Terminator của Abaddon. Vui mừng vì lực lượng trung thành đã tạo ra cho mình một thử thách, Abaddon đã lao thẳng vào hàng ngũ của Iron Angels và đối đầu với hai Librarian cùng một lúc, trong khi hỏa lực đáp trả của các Terminator dẫn đầu bởi Farkas Kyber đã dần hạ gục các chiến binh trung thành xung quanh và sau đó giao chiến trực tiếp với lực lượng tinh nhuệ của Iron Angels. Trong trận chiến không cân sức này, Abaddon đã tay không xé đứt đầu của một Librarian trong khi chịu đựng sự tấn công tâm linh của người còn lại trước khi cắt đôi ông ta bằng thanh gươm Draknian của mình. Từ đây, cuộc chiến đã chuyển sang tàn sát, từng người một, lực lượng trung thành bị cô lập và hạ gục trong vô vọng. Sau khi đã loại bỏ lực lượng trung thành còn lại, War Master và các Terminator của mình di chuyển xuống các tầng hầm sâu hơn của pháo đài, quyết tâm chiếm nguồn gen seed của Iron Angels và phá hủy căn phòng Lacrosium linh thiêng của Chapter. Trong khi hành quân vào sâu hơn, Abaddon đã tìm thấy dấu hiệu về một trận chiến khốc liệt trước đó. Xác của các Servitor và Astartes trung thành nằm rải rác giữa các hành lang. Hệ thống phòng thủ tự động biến thành những sinh vật quái dị có răng cưa và phản bội lại chủ nhân của chúng. Và khắp nơi đều có dấu hiệu của sự xâm nhập của ma quỷ. Thứ gì đó đã nhai nát trái tim của pháo đài tu viện trước cả khi Abaddon kịp phát động cuộc tấn công. Đó chính là Vastor. Abaddon đã nghi ngờ hắn sẽ sử dụng lực lượng của mình như những con tốt thí để hoàn tất cuộc tấn công này. Một sự nghi ngờ khác mà Abaddon hướng vào Vastor đã được chứng minh là sai. Có lẽ Vastor quả thực là một đồng minh đáng tin cậy. Không lâu sau đó, lực lượng của Abaddon đã chạm mặt với chính Vastor và bè lũ quỷ dữ của hắn cũng đang tiến vào trung tâm của Lacrosium, nơi những chiến binh cuối cùng của Iron Angels đang cố thủ. Tại đây, Chapter Master Neiman và người cuối cùng của đại đội 1 đang dàn dựng một thế trận cuối cùng. Sự kiên cường của các thiên thần sát trong trận chiến diệt vong này đã trở thành huyền thoại, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể thắng được kẻ thù.
Vastor ngăn cản thành công vị Lecrosiac của Chapter phá hủy Khorzinsit bằng cách đập nát ông ta bằng chiếc búa Hammer of the Soul Forges của hắn. Trong khi đó, Abaddon giáp lá cà với vị Chapter Master, trao đổi những đòn đánh với tốc độ và uy lực khủng khiếp trước khi hạ gục ông bằng thành Dragnet, thành kiếm quỷ, đã hút lấy linh hồn và những giọt máu cuối cùng của vị Chapter Master khi nó xuyên thủng ngực ông. Với chiến binh trung thành cuối cùng đã tử trận, Vastor và Warmaster ngang nhiên tiến vào Lecrosia. Tại đó, ở trung tâm của căn phòng trang nghiêm của Chapter, Vastor đã tìm được phần thưởng của mình. Đó là một cột đá cẩm thạch mà Iron Angels gọi là hòn đá lời thề. Nhận ra sự tò mò cũng như hoài nghi của Abaddon trước vật thể kỳ lạ này, khi trở lại Vengeful Spirit, Vastor đã yêu cầu vài giờ quý giá của Warmaster để hắn có thể giải thích rõ hơn về bản chất của nó và những thắc mắc mà hắn đang có. Không ai rõ liệu Vastor đã trao đổi những gì với Abaddon, nhưng khi hắn quay trở lại, The Spoiler giờ đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng lời tiên tri này xứng đáng với thời gian và xương máu của Black Legion. Tuyên bố, quân đoàn đen và Vastor chính thức trở thành đồng minh trong chiến dịch truy tìm các mảnh chìa khóa để lấy thứ vũ khí hứa hẹn sẽ trao cho hắn sức mạnh để hủy diệt Imperium và đưa The Archrifane lên vị trí thánh thần thực sự. Theo Vastor, các mảnh của chiếc chìa khóa là một tập hợp các vật thể có những hình dạng, công dụng khác nhau. Nhưng mỗi vật thể đều có một dấu ấn tâm linh riêng biệt mà Vastor có thể lần theo thông qua ma thuật cú áp. Chúng không hề có vân điệu hay khuôn mẫu rõ ràng nào và nằm rải rác giữa các vùng không gian xa xôi của thiên hà. Hầu hết được lưu giữ bởi các tổ chức giống loài khác nhau như những món bảo vật kỳ lạ, trong khi số khác lại bị chôn vùi dưới tầng địa chất của các nền văn minh hoặc bị quên lãng trong tàn tích của chúng. Do đó, việc thu thập các mảnh chìa khóa sẽ yêu cầu một chiến dịch quân sự khổng lồ với quy mô thậm chí còn lớn hơn cuộc Black Crusade lần thứ 13 của Warmaster. Từ đây, trong suốt nhiều tháng tiếp theo, quân đoàn đen đã tiến hành thu thập và biến đổi các Space Hawk khổng lồ trôi dạt trong lòng Warp dưới sự chỉ dẫn của Vastor, là một nỗ lực đã gây ra không ít tổn thất cho quân lực của Warmaster, nhưng được nhận định là đáng để đánh đổi. Sau khi đã loại bỏ được các mối đe dọa ẩn trong lòng các Space Hawk, Vastor đã sử dụng ma thuật của mình để định hình cho chúng, biến đổi, tách rời và xác nhập các Space Hawk để tạo thành những con tàu không gian khổng lồ được gọi là các Arcs of Omen, với quy mô sánh ngang với các trạm không gian hàng đầu của Imperium. Mỗi Arc đều là những pháo đài không gian được trang bị những loại vũ khí có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp do chính The Archrifane thiết kế và được điều hướng bởi các thực thể quỷ dữ được gọi là Ferryman, dựa theo ánh sáng dẫn đường của một thiết bị được gọi là Obelisk, là một trong những món quà lớn nhất mà hắn đã ban tặng cho Abaddon. Được tiêu năng lượng thông qua sự hiến tế Psyker, tương tự như chính ngọn hải đăng Astronomicon của Hoàng đế nhân loại. Chúng hoạt động như những đèn hiệu psychic tầm ngắn, bùng cháy như hỏa ngục trong Warp, cho phép các hạm đội phản bội sử dụng các Arc of Omen làm điểm mốc để điều hướng trong các cơn bão dữ dội của The Great Rift. Tại trung tâm của mỗi Arc là một cánh cổng Warp nhỏ, nơi các chỉ huy hỗn ma sẽ giao nộp các mảnh chìa khóa mà chúng tìm được cho The Archrifane. Khi hoàn thành, những tàu vật hùng vĩ này đã được trao cho nhiều lực lượng hỗn mang do Abaddon chỉ huy hoặc có liên minh với hắn. Chúng phục vụ như là công cụ mạnh mẽ để chúng thực hiện các cuộc săn lùng mảnh ghép của Abaddon trên khắp thiên hà, đồng thời chính là phần thưởng một khi mục tiêu của chúng đã hoàn tất. Hầu hết những kẻ tham gia vào cuộc săn lùng này không được biết về mục đích thực sự của các mảnh chìa khóa. Nhưng các Arc là một phần thưởng quá hấp dẫn để đặt ra những câu hỏi không cần thiết với kế hoạch của Warmaster. Và như vậy, ngay cả khi Vastor đang nỗ lực xây dựng thêm các Arcs, Abaddon đã giải phóng những chiếc đã được hoàn thành lên thiên hà, hướng tới các thế giới nắm giữ các mảnh chìa khóa được chỉ định bởi Archrifane. Mỗi Arc được chỉ huy bởi một Chaos Lord và được hỗ trợ bởi một hạm đội hỗn mang lớn được gọi là Bale Fleet, bao gồm hàng trăm chiến hạm và tàu hộ tống hỗn mang hoàn toàn có khả năng đối đầu với một hạm đội trinh phạt của Idomethus Crusade. Vào giai đoạn đầu, các lực lượng của Imperium lẫn Xenos đều có những phản ứng chậm chạp vì các cuộc tấn công của chúng dường như ngẫu nhiên, không theo khuôn mẫu rõ ràng, không nhằm vào một phe phái hay vị trí chiến lược nhất định nào. Ngoại trừ một điểm chung duy nhất là sự hiện diện của các Arcs giữa các Bale Fleet. Phần lớn thế lực của thiên hà không thể nhìn thấu kế hoạch của các Bale Fleet mà đơn thuần xem nó
như là một phần của các cuộc xâm lược của hồn ma vốn đã hoành hành trên khắp thiên hà kể từ sau sự hình thành của The Great Reap. Không thể đoán trước được mục tiêu tấn công của các Axe of Omen hùng mạnh, hàng loạt thế giới nhanh chóng thất thủ và các mảnh chìa khóa rơi vào tay của Vastor trước khi họ kịp nhận ra mục tiêu của chúng là gì. Các cuộc phản công của Emporum và Xenos đã đánh bại được một số Axe, nhưng nhiều chiếc khác vẫn tiếp tục hoành hành trên khắp thiên hà, tạo ra mức độ hủy diệt tận thế ở bất kỳ nơi nào chúng tấn công. Vào thời điểm làn sóng Axe of Omen thứ hai được phát động, các Spacehawk của Vastor đã có mặt ở trên mọi segmentum của Imperium và nhiều vùng chiến sự lớn của thiên hà. Các nỗ lực đáp trả đã nhanh chóng được tiến hành thực hiện, nhưng phần lớn đều đã thất bại, hầu như chỉ có thể làm chậm sự tấn công và gây ra các thiệt hại nhất định cho các Axe. Tuy nhiên, hành trình của Axe of Omen cũng không hoàn toàn trơn tru. Một số chiếc đã bị phá hủy khi đối mặt với những thế lực Xenos hùng mạnh như loài Tyrannis và Necrons, hoặc bị xâm lăng bởi những sinh vật quái thai của Warp như loài Enslaver, thậm chí là gặp phải những cái kết bí ẩn sau khi tiến vào các vùng không gian thù địch. Thêm vào đó, thật trớ trêu khi một số cuộc tấn công thành công nhất chống lại các Axe of Omen lại do chính các lực lượng hỗn mang thực hiện. Các Chaos Warband tìm cách cản trở kế hoạch bí ẩn của Abaddon hoặc muốn giành lấy Axe cho riêng mình đã tấn công các Pale Fleet. Một Axe đã biến mất bên trong Maelstrom sau khi xâm phạm lãnh thổ của Red Corsairs. Một chiếc khác bị phá hủy khi một Warband của Worldbearers coi việc trưng dụng các Spacehawk như một hành vi xúc phạm đến các vị thần hỗn ma và đã giải phóng quỷ dữ tàn sát toàn bộ lực lượng của Axe cũng như thế giới mà chúng đang tấn công. Tới thời điểm này, nhiều thế lực trong thiên hà đã bắt đầu nhận ra các cuộc tấn công này là một phần của sự phối hợp chiến lược lớn hơn, chứ không phải là các cuộc đột kích đơn phương. Mặc dù vậy, vẫn chưa có thế lực nào hiểu được mục tiêu thực sự của Abaddon là gì hoặc nơi các Axe của hắn sẽ xuất hiện tiếp theo. Nhận ra mối họa khủng khiếp tiềm tàng mà chiến dịch Axe of Omen sẽ đem lại cho cả thiên hà, loài Eldar đã một lần nữa liên lạc với Imperium và chúng đã lựa chọn Lord Inquisitor Cortias của Ordo Malleus để đưa ra lời cảnh báo của mình. Nhờ đó, Cortias đã trở thành một trong những đặc vụ đầu tiên của Imperium tiến hành các hoạt động để chống lại các Axe. Ông và các Inquisitor khác đã trưng dụng các nguồn lực lớn của tòa án dị giáo để nỗ lực vén màn bí ẩn về mục tiêu của Abaddon, đồng thời cảnh báo các hạm đội Idomethus và Chapter Master để ngăn chặn và nếu có thể là phá hủy các Axe ở bất kỳ nơi nào chúng xuất hiện. Trong lúc đó, Abaddon muốn sử dụng xương máu của các lực lượng hỗn mang khác để hoàn thành mục tiêu của mình và hạn chế tổn thất cho quân đoàn đen của hắn nên vẫn chưa trực tiếp tham gia vào các cuộc truy lùng mảnh chìa khóa. Chỉ cho đến khi sự phá hủy của chiếc Die Discordant xảy ra là Axe of Omen đang hướng tới một trong những mảnh quan trọng nhất đã buộc The Despoiler phải can thiệp. Với cơn thịnh nộ lạnh lùng, Abaddon nhanh chóng truy lùng và thanh trừng đạo quân của Khorne chịu trách nhiệm cho sự phá hủy của chiếc Axe và sau đó trực tiếp dẫn đầu lực lượng Black Legion của mình đến mục tiêu ban đầu của nó là hành tinh Chiron Tertius. Tại đây, sau khi đã đánh bại được hạm đội bảo vệ hành tinh, Abaddon cùng Black Legion của mình đã đổ bộ xuống những dãy núi băng giá của Chiron Tertius, nơi ngôi đền nắm giữ mảnh chìa khóa ngự trị. Tức giận vì sự hiểm trở của địa hình và sự khắc nghiệt của thời tiết đã khiến hắn mất đi nhiều chiến binh, Abaddon đã lao thẳng vào phòng thủ của Imperial Guard đang bị bao vây. Mặc dù quyết liệt chống trả, không phàm nhân nào có thể chống lại cơn thịnh nộ của War Master và hắn đã tự mình mở đường máu tới trung tâm của ngôi đền để đoạt lấy mảnh chìa khóa bên trong dưới hình dạng của một chiếc cốc bằng vàng. Nhưng trong khi những Guardsmen cuối cùng của Chiron Tertius bị tàn sát, Vastor đã liên lạc với Abaddon. Hắn cảnh báo về một sự phức tạp mới có thể cản trở kế hoạch của chúng. The Acrivian giải thích rằng kẻ thù của chúng đã tập hợp một lực lượng đám gươm tại hành tinh Malakbel, nơi đang nắm giữ một trong những mảnh chìa khóa vô cùng quan trọng. Toàn bộ hạm đội viễn trinh thứ tư, Fleet Quarters của Robert T. Gilliman đang tập trung ở đó. Nó quá mạnh mẽ để bất kỳ Bale Fleet nào có thể đơn phương chống lại. Nhưng trái với phỏng đoán của Vastor về phản ứng của Abaddon trước thông tin này, hắn lại chỉ phá lên cười. The Despoiler tỏ ra thích thú khi nhận ra rằng The Acrivian không quyền năng như hắn thể hiện. Vastor bực dọc hỏi Abaddon về thái độ quá vô tư của hắn trước tin xấu này. Abaddon tự tin giải thích rằng dù có bao nhiêu lực lượng đế chế tập hợp ở thế giới đó cũng không quan trọng. Gilliman có thể đích thân chỉ huy và nó cũng sẽ không thành vấn đề gì cả. Với một nụ cười hiểm độc, Abaddon tiết lộ rằng sự diệt vong đang đến với lực lượng phòng thủ của Malakbel bằng một từ duy nhất đồng nghĩa với ngày tàn của các thế giới, cái chết của các nền văn minh và sự tàn sát của toàn bộ giống loài. Angron,
thiên thần đỏ đã trở lại cõi thực để thu hoạch đầu lâu cho ngai vàng của con.